Xin chào các bạn. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chỉnh tần số làm tươi trên màn hình, tần số quét thành con số tùy ý để tối ưu về pin cũng như là trải nghiệm. Trên một số dòng máy Xiaomi và một số hãng khác, nhà sản xuất chỉ cho chúng ta hai lựa chọn là 60Hz và 120Hz và không có những lựa chọn khác. Về cá nhân mình thấy tần số quét 120Hz rất mượt nhưng tốn pin, theo mình nghĩ nên để 90Hz là đủ. Vậy trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chỉnh tần số quét màn hình về 90Hz cho những dòng máy không hỗ trợ. Đầu tiên các bạn lên CH Play, các bạn tải phần mềm Set Edit về cho mình. Các bạn gõ Set Edit, nhìn OK. Ở đây mình đã tải rồi, thì các bạn hãy tải về và mở nó lên. Các bạn chọn OK, các bạn ấn OK. Các bạn tìm đến dòng che phép, các bạn chờ một chút. Đây, các bạn tìm đến dòng User Jfet Jate, nó ghi chữ trong ngoặc là 120. Các bạn chọn vào nó. Các bạn chọn Edit Value. Ở đây các bạn nhập số mà các bạn muốn. Ví dụ ở đây mình để là 90Hz, mình chọn là 90. Rồi ấn lưu. Sau đó thoát. Như vậy là xong. Để kiểm tra, các bạn lên CH Play, tải một phần mềm tiếp theo về, đó là ADIA64. Ở đây mình đã tải rồi, các bạn hãy tải về rồi mở nó lên. Các bạn chọn hiển thị, các bạn để ý dòng tần số làm tươi ở đây nó đã là 90Hz, mặc dù trong máy mình không có chế độ hiển thị là 90Hz. Có một cách khác để kiểm tra nữa, đó là các bạn vào tùy chọn nhà phát triển, cài đặt bổ sung, tùy chọn nhà phát triển. Các bạn tìm đến dòng hiển thị tần số làm tươi lên màn hình. Đây, các bạn bật nó lên thì của mình đã là 90Hz. Như vậy là đã xong. Video của mình đến đây là hết.